Chiều ngày 16 tháng 9, có mặt tại bãi biển dài hàng trăm mét thuộc thôn Chùa và thôn Hải Bắc ở xã Cẩm Nhượng, chúng tôi thấy dày đặc những con sò màu tím trên bãi biển. Tại đây, từ người lớn đến trẻ nhỏ, tập trung thành nhóm để nhặt sò, rồi cho vào xô, chậu, rổ. Sau đó, đưa ra biển rửa sạch rồi mang về dùng hoặc bán lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng cho biết, những năm trước, vào thời điểm này, cũng có hiện tượng sóng đánh, sò lông, tấp bờ biển dày đặc. Năm nay, sóng lại đánh vào bờ loại sò có vỏ màu tím, sản lượng ước tính lên đến hàng tấn. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, việc này đã xuất hiện khoảng một tuần, kéo dài từ xã Cẩm Nhượng đến thị trấn Thiên Cầm. Đây là lần đầu tiên loại sò này xuất hiện tại bờ biển của xã Cẩm Nhượng.